chúng tôi vừa thực hiện. Sáng nay, tại điểm dừng chân đèo Hải Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đã đến kiểm tra điểm hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Tại đây, lãnh đạo thành phố đã kiểm tra nơi tạm trú chân, vệ sinh môi trường, nơi cung cấp thực phẩm cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã gửi lời thăm hỏi động viên từng hoàn cảnh của người dân. Dù trời thời tiết không thuận lợi, lại phải di chuyển hàng trăm km, song lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn tạo mọi điều kiện khi bà con đi qua địa phận Đà Nẵng. Cũng tại điểm dừng chân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã gửi lời động viên tinh thần đến các đơn vị đang làm nhiệm vụ đảm bảo chu đáo an toàn giao thông và các công tác phòng chống dịch, đồng thời đề nghị Hội Chữ thập đỏ thành phố chuẩn bị lương thực thực phẩm cần thiết để phục vụ kịp thời cho bà con. Cũng tại buổi thăm và kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đã cùng đi một đoạn với bà con qua hầm Hải Vân và mong muốn mọi người có một hành trình về quê an toàn.